Xin chào các bạn, hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cách để quản trị một cái địa điểm trên Google Maps để nó có một thứ hạng cao ở trên cái công cụ tìm kiếm của Google. Vì ở đây tôi ví dụ là ở đây chúng ta gõ cái từ giường ngủ cao cấp thì ở đây nó sẽ xuất hiện một số cái đơn vị thì làm cách này thì nó cũng có nhiều cái thủ thuật làm, nhưng mà ví dụ như là nhiều cái địa điểm này nó có nhiều đánh giá hoặc là đầy đủ thông tin hoặc rồi hình ảnh của cái địa điểm đó, thì để tạo cái độ tin tưởng cho Google thì nó sẽ nằm được cái vị trí cao ở trên cái Google Map. Thì ở đây thì hôm nay thì mình chỉ chia sẻ với các bạn cách để đăng một cái bài viết lên trên cái địa điểm này, giống như là một cái website nhỏ của cái địa điểm này. Thì chúng ta thực hiện như sau. Thì trước hết là chúng ta đăng nhập vào cái trình quản lý địa điểm là business.google.com. Hiện nay thì chúng ta có ba cái địa điểm đã đăng ký thành công với Google, thì nó đã được công bố. Rồi chúng ta bấm vào một cái địa điểm nào đó để chúng ta nhập cái thông tin cho cái địa điểm đó. Thì ở đây là cái màn hình nhập thông tin ở ở ngay phần trang chủ luôn, nó có cái mục là tạo bài đăng, tức là giống như là chúng ta tạo sản phẩm trên website vậy đó. Rồi chúng ta bấm tạo bài đăng. Thì ở đây là cái sản phẩm của chúng ta. Thì chúng ở phần dưới là cái nội dung của cái sản phẩm. Ví dụ là chúng ta lên website của chúng ta để chúng ta lấy cái sản phẩm nào đó. Ví dụ đây mình lấy cái giường này. Rồi mình copy ở bên nội dung website qua. Là dán vào. Rồi chúng ta chọn cái những cái nút khi mà khách hàng thấy cái sản phẩm của chúng ta thì ở đây tìm hiểu thêm. Nút liên kết đó là cái đường link trên website. Rồi ở trên nó sẽ là cái hình ảnh của sản phẩm. Rồi chúng ta bấm dấu cộng, chúng ta tìm cái, chúng ta upload cái hình ảnh của sản phẩm lên. Đây. Rồi chúng ta xem. Rồi ở đây chúng ta còn thiếu cái phần tên của sản phẩm. Giá. Rồi chúng ta có thể là đặt cái sự kiện cho cái sản phẩm này. Thì cái sự kiện là từ ngày mấy đến ngày mấy đó. Tiêu đề của sự kiện.
là ra mắt sản phẩm mới chẳng hạn. Ở đây nếu mà chúng ta có ưu đãi gì thì chúng ta thêm ưu đãi. Cung cấp cái phiếu ưu đãi. Rồi sau khi đã kiểm tra cái thông tin đầy đủ thì chúng ta bấm nút xuất bản xem trước hoặc là xuất bản. Để chúng ta bấm luôn xuất bản. Rồi thì cái hình ảnh của sản phẩm của chúng ta đã được thêm. Thì chúng ta có thể qua cái phần địa điểm đó để chúng ta kiểm tra lại coi nó có bên cái phần địa điểm này chưa. Đây, cái sản phẩm của chúng ta thêm vào thì nó đã xuất hiện ở bên trang Google Maps. Thì khi mà khách hàng tìm đến cái địa điểm này bấm vào thì chúng ta khách hàng sẽ thấy được có nhiều thông tin, rồi có thể là làm cho khách hàng thấy thích cái địa điểm của chúng ta, và họ đâu đó họ có thể là đánh giá địa điểm hoặc là truy cập vào website thì làm cho thứ hạng cái địa điểm hoặc là website của chúng ta nó dễ lên top Google hơn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.